Hello all, welcome back to my channel. Start again go. A first night. First is Volar.
Okay, rebuild Rishi. Let go. Thank you.
Wow, oh my gosh. Thì các bạn sẽ đùa lần sau, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang the game thứ 5. Thứ 4, Need for Speed Most Wanted. Ok, let's go. Let's go.
It's okay. Come over and speak. That's how you play clip. So far, we don't even see a chin sound like a two one. Please, Shibulato. Shibulato. Let's get started. Drive safe. Hiện tại thì mình đang chờ hành khách, còn 650 cây nữa. Ở đây thì mình sẽ tăng tốc độ lên. Và hiện tại đang là buổi tối, cũng khá là nhiều xe. Đây là một đường cao tốc khá đẹp.
my gosh. Không hóc rồi. Bây giờ mình sẽ lùi lại. Rồi, tiếp tục đi. Rồi, tốc độ cao thì các bạn sẽ không làm chủ được khả năng lái. Rồi, bây giờ thì mình sẽ phóng nhanh thôi. Và đây là tốc độ auto. Đó là cứ tăng lên thôi. Các bạn chỉ cần phanh. Sau đó các bạn sẽ đi tiếp, tiến tới tiếp. Chỉ còn hơn 400 km nữa là các bạn sẽ đến điểm đích. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Tựa game thứ 8. Bây giờ lối to và kiểu gì đây? Mình sẽ kiến xem thế nào.
không gian nào có thể chở món đồ đi các bạn ạ. Có thể là do làm bị lỗi hay là gì đó, mình sát lại gần cái này cũng không được, phải biết lý do là gì. Nối toa cũng không được. Không được. Không tài nào có thể nối được. Oh my god. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.